Phẫn nộ, người đàn ông sàm sỡ cô gái lạ say xỉn đang nằm trên ghế sofa. Hình ảnh người đàn ông sàm sỡ cô gái lạ đang say xỉn được nhóm bạn đi cùng hứng thú quay clip lại khiến cư dân mạng nổi trận lôi đình. Mới đây, cư dân mạng đang rần rần chia sẻ một clip phản cảm của một nhóm người nam giới. Đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái có biểu hiện say xỉn, không còn tỉnh táo, đang gục đầu trên ghế sofa, và có một người đàn ông trong nhóm đông nói trên liên tục sàm sỡ vòng một cô gái dù nạn nhân cố dùng tay gạt ra. Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm. Hầu hết mọi người đều phẫn nộ trước hành động biến thái này. Đặc biệt hơn, nhóm người đi cùng người đàn ông kia không những không ra tay ngăn cản lại hành động này, mà còn có thái độ cười khuất đáng lên án. Dân mạng cho rằng cũng chính nhóm người này đã quay và đăng tải clip lên mạng xã hội. Ở một số khoảnh khắc, họ còn cố tình zoom cận cảnh quá trình sàm sỡ nữ nạn nhân. Khốn nạn thật, bọn này phải bắt hết, mấy người kia không có ý thức gì hết, xã hội ngàn quá. Là những comment thể hiện sự tức giận của cư dân Rome đối với nhóm người vô ý thức kia. Ngay khi clip lan truyền đã nhận về sự quan tâm cực lớn, đa phần lên án hành động thô thiển, phản cảm của nhóm đàn ông. Hiện đoạn clip vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây bão mạng trên các diễn đàn.